Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và chúc anh em xem video vui vẻ. Và hiện tại video này thì Khải đã bị không biết sao mà chan xong hư hết đồ anh em ơi. Hư hết 3 món luôn. Bây giờ Khải phải sửa lại đồ và Khải lên đảo. Khải lên đảo là Khải mang lại đồ thôi anh em ơi. Cái gì anh em cùng xem video này, ủng hộ Khải một like, một chia sẻ giùm Khải nha anh em. Bây giờ thì Khải đi sửa đồ đó anh em ơi. Bị chan không biết sao hai ngày nay không sao hết mà hôm nay sáng ra thì bình thường mà đến chiều thì giờ vào game thì lại bị ao hết 3 món nè. Đó, mới vào chơi xong vô đến thấy ao hết 3 món, hư 3 món rồi. Giờ Khải phải đi sửa anh em ơi. Khải sửa rồi Khải làm một clip Khải up ép điểm lại cho anh em xem nha. Ok anh em, sửa đồ thôi. À, hư lòng 3 món anh em ơi. Chết. Ta muốn khôi phục lại. Chết. Như là 50 xu một món thì phải. Đây rồi, ok. Tiếp tục. Hư hết rồi nè, chắc thiệt chứ. À, nếu anh em nào mà có bị hư đồ á thì có thể đến thợ rèn này xử lý trang bị hỏng nè. Ta muốn sử dụng tiền đồng để khôi phục lại nè, đó. Thì anh em có thể sửa lại được món đồ của mình nha anh em. À, ok, xong 3 món nè. Rồi, thì quay lên đảo thôi. Ok anh em nha, bây giờ thì Khải sẽ lên đảo như này. Và Khải sẽ ép lại bớt sức mạnh. Chung là tầm này thì hư đồ thì nước tốn 6 tinh hồng thôi anh em biết sao bây giờ. Mang lại thôi. Hiện tại bây giờ được Khải ép lại sức mạnh. Hiện tại Khải đang có 2 món trang bị sức mạnh. Như anh em cũng đã theo dõi thì dây chuyền 14 này với nhẫn 18. Khải xem sức mạnh tăng như thế nào, vừa đủ 60 là đẹp. À, mình sẽ tiết kiệm sức mạnh được 32 điểm sức mạnh nha anh em. Mình sẽ tiết kiệm được 32 điểm sức mạnh nha anh em. Đó. Rồi. À, 52 rồi đúng không? Hiện tại bây giờ Khải đã có 32 sức mạnh nên là Khải chỉ cần tăng 8 điểm là đủ rồi. Rồi. Tăng điểm vô. Bận đồ vô đã. Thân pháp. Khải mang đồ lại nha. Khải sẽ mang đồ lại nha. Đó. Từ cái. Mang cái nỏ sát thương đi, tính đam thì nó sướng nữa. Đó. Đồ khá thì như cũ, không có gì thay đổi nhiều nữa. Đó. Đó, lấy sức mạnh ra còn 28 chứ tính ra Khải chỉ tăng 8 điểm sức mạnh thôi. Nó quá đẹp rồi anh em. Chỉ có 8 điểm sức mạnh thôi. Rồi, giờ tính vào lượng máu rồi. Máu 2k4. Lần này chứ khoảng máu máu khoảng 2k6 là được rồi. Lần này máu còn 2k6 thôi nè. Ép lên thông pháp xíu rồi đam cho to 4.000 4.500. 4.500. Rồi 4.500 nhìn là 4.600. 4.600 đi. Rồi, lần thầy 4.600. Đó, máu 2k6. Nếu mà Khải có cái dòng của Evan nữa là máu 2k8 nha anh em. Ở tầm này máu 2k6 đó. 2k6 biết đánh nữa, ok, nhưng mà Khải thấy được anh em ơi. Tăng, Khải sẽ tăng lên xíu rồi, ok rồi. Rồi ok. Hôm nay thì xong rồi, xuống đảo thôi. Đó. Nói chung là bị không biết tranh như thế nào mà bị hư đồ anh em. Nói chung khá đáng tiếc nhưng mà thôi không sao. Mất số viên tinh hồng. Thì coi như mất thì chịu thôi chứ biết sao giờ. Đó. Anh em cũng xem lại đồ như cũ thôi, anh em cũng không có gì thay đổi cả. Đó. Đó. Đó, ok. Rồi. Ok, bây giờ thì Khải xuống đảo nha anh em. Khải rời đảo. Ok anh em. Rồi ok anh em xem video này thì đừng quên cho Khải một like, một chia sẻ. Và tí nữa trong ngày hôm nay thì Khải sẽ lên livestream với anh em nha anh em ơi. Hiện tại Khải cũng vừa về đến nhà. Thì hẹn anh em tí nữa Khải sẽ lên livestream nha. Ok anh em, và hẹn gặp lại anh em ở buổi livestream.
tiếp tục khoảng hơn 30 phút sau. Ok, bye bye anh em nhé.